Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm giáo diết tăng thù, chuẩn bị kinh tài cho cuộc chiến hậu Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian gần đây, dư luận xã hội thấy rằng nhóm lợi ích của Bộ Công an đã giáo diết tìm kiếm các nguồn thu thêm cho ngành này với những ý đồ rất mờ ám. Mới nhất vào ngày 10 tháng 11, Quốc hội thông qua nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2024, trong đó Bộ Công an được hưởng tới 85% số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Lập tức, hàng loạt các động thái tiếp theo của Bộ Công an ra đời như xử phạt nồng độ cồn trên mức 0% và mới nhất là đề nghị bắt buộc lắp camera hành trình cho xe máy. Xe máy phải lắp camera hành trình không khả thi, rất tốn kém. Dư luận xã hội cho rằng đề xuất này của Bộ Công an đã gây khó cho người dân và báo chí nhà nước có đánh giá chung cho rằng, theo ghi nhận, đa số đại biểu Quốc hội, chuyên gia, người dân không tán thành việc gắn camera hành trình cho xe máy. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 26 tháng 11 đưa tin với tiêu đề xe máy phải lắp camera hành trình không khả thi, rất tốn kém. Bản tin cho biết dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Quốc hội thảo luận có ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tại điểm C khoản 1 điều 33 như sau. Quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe theo quy định. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, ý kiến của đa số các đại biểu Quốc hội, chuyên gia và người dân đều không tán thành việc gắn camera hành trình cho xe máy. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội còn đề nghị xem xét lại đề xuất này trong dự luật. Theo giới quan sát, chưa có một dự luật nào như dự luật Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ bị dư luận phản ứng dữ dội đến như vậy. Người dân cho rằng đề xuất bắt buộc lắp camera hành trình cho xe máy là đề xuất gây khó khăn cho người dân và có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Trong lúc kinh tế đang rất khó khăn, thu nhập của số đông dân chúng không đủ ăn, không đủ cho những chi tiêu cơ bản, vậy lấy tiền đâu để mà lắp? Được biết hiện nay ở Việt Nam có khoảng trên 6 triệu ô tô, 73 triệu mô tô, xe gắn máy đang lưu hành. Theo các đại biểu Quốc hội, gắn camera hành trình bắt buộc với xe máy là chưa từng có tiền lệ trên thế giới, là điều không khả thi, không thuyết phục. Một phiên họp của Quốc hội tại Việt Nam. Còn giới kỹ thuật đưa ra ý kiến cho rằng đây là một đề xuất quá tào lao và bất hợp lý, đồng thời cảnh báo lắp camera hành trình cho xe máy sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ cao, khó có thể đảm bảo về mặt kỹ thuật, nhất là với số lượng xe máy cũ hiện nay đang lưu hành là rất lớn. Đó là chưa kể số lượng vài chục triệu camera hành trình chắc chắn là sản phẩm của Trung Quốc sản xuất. Với mỗi xe máy phải gắn một camera hành trình thì nước lạ sẽ bán được cho thị trường Việt Nam hàng chục triệu sản phẩm. Vậy chủ trương của Bộ Công an có liên quan gì đến việc giúp cho nền kinh tế Trung Quốc vượt qua tình trạng trì trệ như hiện nay hay không? Công luận thấy rằng chưa có nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an nào như Bộ trưởng Tô Lâm. Tô Lâm đã liên tục đưa ra các đề xuất cũng như yêu cầu mang tính trục lợi cho lợi ích nhóm, cho cá nhân Bộ trưởng cũng như cho Bộ Công an. Từ cái thẻ căn cước công dân các loại, bằng lái xe đổi đi đổi lại đủ thứ vẫn còn chưa đủ, nay lại nghĩ ra nhiều thông tư để mà bổ sung, nhất là những vấn đề liên quan đến giao thông như nồng độ cồn hay lại bắt lắp camera hành trình cho xe máy. Một điểm chốt kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nội. Toàn là những đề nghị, đề xuất có hại cho dân, cho nước. Ngược lại, nó lại có lợi cho công an trong việc hưởng đến 85% tiền phạt. Những chỉ thị đề xuất của Bộ Công an đã cho thấy rằng phải chăng ông Tô Lâm đang bằng mọi cách để mà hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam để góp phần đẩy chế độ Cộng sản mau xuống bờ vực. Hơn thế nữa, nếu quy định bắt buộc xe máy cá nhân phải gắn thiết bị giám sát hành trình được thực hiện và Quốc hội thông qua thì các đầu mối nhập khẩu thiết bị này sẽ kiếm được những khoản lãi không hề nhỏ. Trong lúc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đang giáo diết chuẩn bị chiến phí cho cuộc chiến hậu Nguyễn Phú Trọng, thì thử làm một phép toán nhỏ, lấy hàng chục triệu thiết bị camera giám sát này nhân với số tiền lời mỗi thiết bị một vài chục nghìn đồng,
sẽ đưa ra con số không thể tưởng tượng nổi. Kiếm được nhiều và dễ như thế, đủ tiền cho việc đấu đá giành ghế, thì dạy gì Tô Lâm và Bộ Công an không kiếm đầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm giáo diết tăng thù chuẩn bị kinh tài cho cuộc chiến hậu Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao sự xuống cấp đạo đức của công an thì Tô Lâm và Tổng Trọng phải chịu trách nhiệm. Trong những năm gần đây, tình trạng phạm tội của các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân đã xảy ra liên tục mang tính hệ thống. Điều này gây nguy hiểm cho an toàn xã hội khi những người với trách nhiệm là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ nhưng lại thực hiện hành vi của phường thảo khấu. Mới đây nhất, tờ báo Công lý vào ngày 24 tháng 11 đưa tin với tiêu đề cựu cán bộ chạy tạm giam đột nhập trộm cắp 42 điện thoại. Bản tin cho biết chiều ngày 23 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Viết Khánh sinh năm 1997 sống tại xã Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định về tội trộm cắp tài sản. Cựu cán bộ chạy giam đột nhập trộm cắp 42 điện thoại. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Khánh 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản theo điểm A khoản 4 điều 173 Bộ luật hình sự. Tờ báo Công lý nhấn mạnh cho biết, đáng chú ý thời điểm phạm tội bị cáo Khánh là một cán bộ trại giam công an tỉnh Quảng Ninh. Một câu hỏi công luận đặt ra là tại sao tình trạng phạm tội của cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hai đời Bộ trưởng Công an Đại tướng Trần Đại Quang và Đại tướng Tô Lâm đến nay đã để xảy ra liên tục và mang tính hệ thống các tội phạm nặng đến như vậy. Đây là một giai đoạn mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã bẻ lái lực lượng công an nhân dân từ tiêu chí công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ để biến thành công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình. Câu trả lời dễ dàng nhất đó là ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc xuống. Cụ thể, dư luận nghi vấn rằng Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có dính líu gì đến bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, trong các thương vụ thao túng bất động sản của công ty Bình Phong của Bộ Công an hay không? Cũng như những cáo buộc liên quan đến lời khai của tử tù Dương Chí Dũng về mối quan hệ của ông Trần Đại Quang với bà Trương Mỹ Lan có chính xác hay không? Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ thì đã chết. Ông Dương Chí Dũng cáo buộc ông Ngọ nhận 510.000 đô la Mỹ của ông Dương Chí Dũng để mà giúp chạy án và hối lộ ông Ngọ 20 tỷ đồng Việt Nam trong một lần khác liên quan đến một doanh nhân tên là Lan. Ngoài ra, các tướng lĩnh của Công an dính chàm phải ra trước vảnh ngựa, bao gồm Thượng tướng, Thứ trưởng Trần Việt Tân 3 năm tù trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Thứ hai là Trung tướng, Thứ trưởng Bùi Văn Thành gần 3 năm tù cũng trong vụ Vũ Nhôm. Thứ ba là Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị bắt vì liên quan đến vụ án Vũ Nhôm. Thời điểm gây ra hai vụ trộm cắp tài sản, Nguyễn Viết Khánh đang là cán bộ trại giam của Công an tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo, thứ tư là Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Thứ năm là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cả ông Vĩnh và ông Hóa đều bị bắt và truy tố vì bảo kê dây đánh bạc online ngàn tỷ. Tiếp theo, thứ sáu là Nguyễn Đức Trung, Thiếu tướng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thứ bảy là Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm có 35 tỷ đồng tiền chạy án. Tiếp theo, thứ 8 là Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị khởi tố vì chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu. Đó là chưa kể đến những chiến sĩ, sĩ quan, cấp tá, cấp úy phạm tội vì quá nhiều, liệt kê không thể hết. Kể cả Đại tướng đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm,
người mà ông Nguyễn Phú Trọng từng giao cho rất nhiều quyền lực trước đây, nhưng đến bây giờ cũng phải khiến ông Tổng Bí Thư thất vọng. Bộ trưởng Tô Lâm bất chấp luật pháp quốc tế đưa mật vụ Việt Nam tới Đức vào tháng 7 năm 2017 để mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa trung tâm thủ đô Berlin. Một hành động được ví như thời chiến tranh lạnh vậy. Và còn rất nhiều, không thể kể hết. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng của Việt Nam với cú đớp thịt bò rát vàng ở London. Giới phân tích đưa ra những lý do và nguyên nhân khác nhau, song đáng chú ý theo giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định như sau. Đặc biệt là những diễn biến căng thẳng ở cung đình giữa phe đảng và chính phủ từ nhiệm kỳ Đại hội 11 Đảng Cộng sản năm 2011 đến năm 2016 cho đến nay, không chia sẻ quyền lực độc tôn với bất kỳ đối tượng nào, kể cả các xã hội dân sự và người dân. Đảng ban hành nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 năm 2011 về chống tham nhũng trong nội bộ. Nhận định của tiến sĩ Phạm Quý Thọ càng chứng tỏ Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng độc đoán, chuyên quyền bao nhiêu thì chế độ công an trị của nhạc trưởng Tô Lâm càng thịnh trị bấy nhiều. Thì vậy, lực lượng công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình vi phạm pháp luật với hành vi của Phường Thảo Khấu cũng là điều hết sức dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao sự xuống cấp đạo đức của công an thì Tô Lâm và Tổng Trọng phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de